Hello, xin chào tất cả các quý khách. Xin chúc buổi tối tốt lành. Hôm nay là ngày 8 tháng 6. Mình đang test lại một cái em bíp từ da men. Đẹp. Không bởi mẻ, nguyên zin 100%. Mình có chụp hình rồi, nhưng giờ quay thêm lại cho quý khách coi, an tâm. Em này là điện 100, 1300W, tương đương với nồi cơm. Thằng này mà nấu lẩu đồ ăn ha, với hầm đồ ăn, nấu đồ ăn thì rất là ngợi. Em này thì là dạng gọi là bếp từ nha quý khách. 2010, bếp từ nên nó kén nồi, nó đặc biệt nó chỉ dùng nồi nóc thôi, không dùng được nồi khác. Tức là mình lỡ tay mà để ở đây nổ nóng cũng không sao, nó ấm thôi, không nên nổ phỏng tay. Còn cái bếp quang thì cục lửa đỏ thì xài nồi nào cũng được. Còn thằng em này là chủ yếu là xài nồi inox. Thì thằng nào cũng có ưu và khuyết điểm riêng của nó. Chẳng hạn giống như mình này, ví dụ đi, giống như mình nấu một bình nước đó, nó rất là mau, ngợi bếp ga. Mà đặc biệt em này nấu là nó không có nóng, tức là không khà hay nóng ra. Giống như bếp ga bạn nấu đó, nó khè cái hơi nóng ra, cái hơi ga nó khè khè lửa ra, nó cảm giác như trong nhà nó nóng, giống như nhà mình nó đang bích đó, nó nóng lắm. Thì ưu và khuyết điểm mỗi thằng mỗi khác nhau. Nè, nó đỡ hướng dẫn là không xài nồi cái gì giống như hỏng đáy á, hoặc không xài nồi có cái cao lên nó không nhận. Chẳng hạn như thằng này á, thì mốt khởi động á, ủa chưa ghim điện. Đây, ghim điện, bấm cái này ha, hiện giờ nó đang phá cho em. Bấm không có nút ăn lúc nào hết á, đúng không? Hướng dẫn luôn, không ăn hết. Tắt mở thì được, nhưng mà bấm không xài. Mình muốn xài mình bấm cái nút này, đè nó. Rồi, chấp nhận. Bấm nút này. Đó, hiện giờ nó mặc định là lửa thấp nhất. Nó đang kêu tít tít, chứng tỏ là không có gì trên nồi. Hoặc là nồi không đúng của nó, là nó kêu tít tít vậy đó. Một chút xíu nó tự tắt luôn. Mình đưa lên. Rồi, đúng rồi. Đúng nồi của nó rồi. Inox, nó nhận nồi, nó đang chạy là 180W trung bình. Nó mặc định là trung bình. Giờ mình muốn tăng lên. Đó, tăng lên, giảm. Còn lúc này là nút gì không biết nữa. Lúc này là gì mà chớp chớp ta. Không biết, cho qua đi. À, nó chớp chớp là sao ha? Không hiểu. Nói chung cứ bấm thoải mái, không có hư hao cho. Đây ha, tốt hành nào. Xôi lần liền, ổng ổng liền. Đó. Cái này nấu lẩu để lửa lưu ghiêu là ăn là tới hết cạn rồi lẩu luôn. Rồi, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, Chợ Tốt, YouTube qua số điện thoại là 0939 396 480. À, mình tin quá. Quý khách nào có gì ủng hộ dùm. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách vào lần sau. Xin chào tạm biệt.